Channel Hùng Xe Hơi xin chào quý chị và các bạn. Thì trước mặt em đây là chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản 1.6 bản đặc biệt. Thì Elantra anh chị có thể nhìn cảm quan sẽ toát lên một vẻ thể thao, một chiếc xe sắc nét. Đó, có một cái thiết kế bên ngoài trẻ trung này, góc cạnh rất là thể thao và nó là một cái thiết kế rất là hiện đại của nhà Hyundai. Hyundai thì bọn em có 4 phiên bản nhưng mà hiện tại bọn em có sẵn phiên bản 1.6 đặc biệt này giao cho quý khách hàng. Bản 1.6 này thì hiện tại cái giá niêm yết nó là khoảng 670 triệu và Hyundai Bắc Ninh đang bán cho quý khách hàng là 643 triệu lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó khoảng 692 triệu rơi vào 692 triệu cả bảo hiểm thân vỏ. Đó, phụ kiện tặng kèm cho quý anh chị đó là phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng, ví da, thẻ dịch vụ 5 triệu. Thời điểm này là thời điểm cuối cùng, thời điểm cuối đợt giảm thuế của năm 2023 thì em nghĩ là phải vài năm nữa, một vài năm nữa thì sẽ mới có một đợt giảm thuế trước bạ trở lại. Thì chiếc Elantra này là một chiếc xe được ưu đãi đó. Những công nghệ nổi bật của Elantra thì anh chị có thể thấy trên phiên bản này đó là cụm đèn LED chiếu, có bóng chiếu projector, rồi có logo thiết kế hiện đại và có lưới tản nhiệt được mạ. Đây là mạ chrome này, chrome đen sáng bóng. Đến với phần la răng thì xe được trang bị la răng với kích thước 16 inch và có cảm biến action lốp, 4 phanh đều là phanh đĩa. Đèn nổ từ xa cũng được trang bị cho Elantra phiên bản 1.6 đặc biệt trở lên. Nội thất bên trong thì xe đang khóa thì em xin phép review bên ngoài thôi. Nội thất bên trong của Elantra thì được thiết kế ôm trọn dành cho ưu tiên cho người lái. Và có những cái công nghệ trên phiên bản này đó là ga tự động, điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình giải trí trung tâm và màn hình đa thông tin với kích thước lớn 10,5 inch, có tích hợp bản đồ định vị do Hyundai thành công phát triển. Và có sạc không dây thì cũng được trang bị cho phiên bản Elantra này. Đến phần hông xe thì Elantra được trang bị một chiếc hông xe cực kỳ là khỏe khoắn với nhiều đường bo góc cạnh và có 4 cảm biến hỗ trợ lùi và hỗ trợ đỗ xe và có tích hợp cam lùi và có nút mở cốp. Elantra có một chiều dài cơ sở khá là tốt. Đến phần tiêu hao nhiên liệu thì đây là thông số tiêu hao nhiên liệu là ngoài đô thị là 5,6 lít, trong đô thị là 9,5 lít và được kết hợp là khoảng 7 lít. Về trả góp thì Hyundai Bắc Ninh có hỗ trợ tối đa cho khách hàng trả góp 80% giá trị xe và lãi suất rơi vào khoảng cố định trong vòng 3 năm. Nếu mà hồ sơ khách mà đẹp thì sẽ khoảng 0,7% trên vòng 1 tháng và thời gian vay tối đa là 8 năm. Thì em đang tính với chiếc xe này 643 triệu. Thì chỉ cần độ khoảng 176 triệu là anh chị có thể lăn bánh được chiếc xe rồi. Đó, thời điểm giảm thuế thì ưu đãi đến 33 triệu. Màu xe của Elantra này sẽ phổ thông những cái màu như là màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu trắng sẽ hợp với những khách hàng mệnh kim, mệnh thủy. Màu đen thì sẽ hợp những khách hàng là mệnh thủy và mệnh mộc. Còn màu đỏ thì sẽ phù hợp với những khách hàng là mệnh hỏa, mệnh thổ. Anh chị quan tâm đến chiếc Hyundai Elantra thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em có thể báo giá chi tiết và tư vấn kỹ càng hơn cho quý anh chị. Và xin gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.